Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh YouTube Bóng đá và đời sống. Chúng ta lại gặp nhau trong một video của chuyên mục Câu chuyện bóng đá và đời sống. Hôm nay, ekip của Bóng đá và đời sống đã có mặt tại sân tập của đội tuyển Philippines, đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu diễn ra vào ngày 6 tháng 6 tới. Đây cũng là ngày đầu tiên mà đội tuyển Philippines đặt chân đến Hà Nội ngay trong buổi chiều, thì họ đã có buổi tập đầu tiên. Như các bạn thấy, có rất nhiều cầu thủ nhập tịch của Philippines tới Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Cầu thủ số 10, theo tôi tìm hiểu đây là cầu thủ Dylan, là một cầu thủ rất đắt giá của Philippines. Còn đây là Santi Rubilco, một cầu thủ của Atletico Madrid. Đi theo sau là thủ môn nổi tiếng Etherid, một thủ môn đã từng thi đấu ở những hạng cao nhất của bóng đá Anh. Rất nhiều gương mặt lạ của đội tuyển Philippines sẽ có lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung lần này. Đây là Etherid này, một anh chàng rất cao lớn, có thân hình vạm vỡ. Trong đợt tập trung lần này, đội tuyển Philippines có rất nhiều những cái tên mới, nhưng mà cũng sẽ có nhiều người là trụ cột lâu năm như là Neil Etherid, Patrick Richel, Kevin Ingresso hay là Agunado. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái tên mà chắc hẳn là nhiều người cũng chưa quen mặt thuộc tên đâu. Tôi có thể kể đến như là Dylan De Munich, là một gương mặt rất nổi bật. Anh ấy có người bố là người Bỉ, mẹ là người Philippines. Sự xuất hiện của huấn luyện viên trưởng Tom Saifies là một trong những lý do thúc đẩy De Munich quyết định đầu quân cho đội tuyển Philippines hơn là tìm kiếm cơ hội tại Bỉ. Chính vị chiến lược gia này đã sang tận Bỉ để thuyết phục cầu thủ này khoác áo Philippines. Sự xuất hiện của huấn luyện viên trưởng Tom Saifies là một trong những lý do thúc đẩy De Munich quyết định đầu quân cho đội tuyển Philippines hơn là tìm kiếm cơ hội tại Bỉ. Chính vị chiến lược gia này đã sang tận Bỉ để thuyết phục cầu thủ này khoác áo Philippines. Huấn luyện viên của đội tuyển Philippines là ông Tom Saifies. Ông là một người khá vui tính. Trong buổi tập ngày hôm nay, sau khi buổi tập kết thúc, ông đã chủ động lại gần và bắt chuyện với các phóng viên Việt Nam. Ông cho biết rằng là dù mới đến Việt Nam vài tiếng thôi, nhưng mà theo như ông quan sát ở xung quanh này thì Việt Nam, cụ thể là thủ đô Hà Nội, là một nơi rất xinh đẹp. Còn đây là bài phát biểu của huấn luyện viên Tom Saifies trước buổi tập. Chúng tôi thì chỉ được đứng từ xa tác nghiệp thôi, nhưng mà cũng nghe thấy có một vài điều ông Tom Saifies đã nói đến những chiến thắng của Real Madrid, những chiến thắng của Manchester United ở thời điểm gần đây, để lên dây cót tinh thần cho đội tuyển Philippines. Tất nhiên rồi, thì những một huấn luyện viên người châu Âu thì sẽ rất chú trọng và quan tâm đến những đội bóng lớn của châu Âu. Những chiến thắng luôn mang lại những cảm xúc rất là khác biệt. Đây là một phần tương đối vui vẻ của đội tuyển Philippines. Chỉ trong vài giây thôi thì ai mà không tìm được bạn cặp của mình sẽ phải chống đẩy. Đã có một vài cầu thủ bị chịu phạt rồi. Và bây giờ thì các cầu thủ sẽ chạy nhẹ quanh sân. Xin thông tin với các bạn một chút là đội tuyển Philippines mới đến Việt Nam vào đầu giờ chiều hôm nay. Thời tiết ở Hà Nội lúc này cũng tương đối giống với cả Philippines, khá là oi nóng, không có quá nhiều sự khác biệt về mặt thời tiết. Vì thế các cầu thủ tỏ ra rất là thoải mái. Đây là một bài tập mà tôi đã thấy rất nhiều trên TikTok rồi.
từng cầu thủ sẽ chạy qua một đoạn đường khá dài và hai bên sẽ có những người cầm quả bóng và ném vào họ. Họ sẽ có nhiệm vụ, những người chạy sẽ có nhiệm vụ là né những quả bóng này và chạy đến đích. Phần khá là vui vẻ. Trong buổi tập ngày hôm nay thì đội tuyển Philippines sẽ không tập nhiều những bài chiến thuật đâu, họ chủ yếu là tập những bài nhẹ nhàng thôi. Còn đây là hình ảnh rất thú vị của đội tuyển Philippines sau buổi tập. Những cầu thủ của Philippines thì đang tìm thấy những ống vòi nước và họ tận dụng để tắm luôn, rửa ráy luôn ngay trên sân. Ra đây là sân tập của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ở đây thì không có phòng thay đồ chuyên biệt cho các cầu thủ đâu. Sau đây sẽ là một phần phỏng vấn khá đặc biệt của Bóng Đá Và Đời Sống với Santiago Rubilico, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Atletico Madrid tại Tây Ban Nha. Hãy cùng nghe xem cầu thủ trẻ này nghĩ gì về đội tuyển Việt Nam. Ai là người mà anh cảm thấy ấn tượng nhất sau khi đã chạm trán đội tuyển Việt Nam ở lượt đi? Xin mời các bạn cùng đón xem. Ok. Santi nghĩ thế nào về đội tuyển Việt Nam? They are a good team, you know. They are always in the top of the Southeast Asia countries, and they are a very good game, a very good team, yeah. Santi có ấn tượng gì với cầu thủ Việt Nam nào không? For now, I don't know the names, because it's difficult to me to remember it. But I remember the one number six. He plays very well, and I think the whole team also plays good. Yeah. Number six? You mean the midfielder? Or? The midfielder, yeah. Any players else? For me, that was like the best of the team, for me. Còn hiểu gì nữa? My question is ground in Atlético, just the academy, right? Yeah. So what have you learned from that? I think in Spain there's like another football, you know, and also if you learn in Atlético, you learn like football in Spain. It's a very good level, and yeah, very good level in Spain. With which different Atletico football you learn that and the football in Southeast Asia, you better them you better that. I think no one is better. It's different football, you know. In Spain, it's different. You have more possession with the ball, and here in Asia, it's different. So can I write that in the article that you said that the Atletico players not better than Southeast Asia players, right? It's different football. It's different. Yeah. So, what do you expect about the result to the next game? About the result, I can't say nothing, but it's gonna be a tough game for both, and it's gonna be a very competitive game also. So, which result that you wish for? I don't know. Win or draw? I don't know. It's football. Tell me about your memory, your best memory at last SEA game. In Cambodia? For me, I think it was the goal we made against Cambodia, and the host, in the last minute, with the full stadium. And for me, it's one of the biggest experiences I ever lived. Who is the best player in Philippine national team at this moment? Best? Your best player that you think? Or your favorite? Favorite player. They are all good, but Neil Edrich, it's amazing. He plays very, very good. Who's you close most? All of them. All of them. I'm close with all of them. Yeah. Những hình vừa rồi cũng thay cho lời kết của ekip Bóng Đá Và Đời Sống. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên ấn like, subscribe để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra những video tiếp theo. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.